Tết Nguyên đán đang cận kề, không khí lao động trong các nhà máy doanh nghiệp những ngày này trở nên sôi nổi hơn khi câu chuyện về khoản lương thưởng cuối năm được mỗi người lao động háo hức chờ đợi. Tại nhà máy Tân Đệ 9, công ty sản xuất hàng thể thao Tân Đệ, Tết đã đến sớm hơn với người lao động bởi những phần quà Tết được trang buộc sẵn trên xe của công nhân, trao gửi sự tri ân đến với người lao động của công ty nhân dịp Tết đến xuân về. Lần này là lần nhận quà đầu tiên của mình. Mình cảm thấy rất vui và được công ty, được bố hỗ trợ cho, tại còn là chẳng hàng các thứ cho đầy đủ, mình ra mình chỉ việc đi về. Cảm thấy là hạnh phúc, món quà của công ty rất là ý nghĩa. Đón hai cái Tết của tại công ty rất là háo hức, phấn khởi. Trong phần quà được xếp ngay ngắn, chẳng buộc cẩn thận sau xe của mỗi công nhân, trong đó là đầy đủ những đồ dùng thiết yếu dịp Tết như bia, gạo, dầu ăn, bánh kẹo, đồ uống, gia vị, bao lì xì. Mỗi suất quà trị giá 1,8 triệu đồng. Để thuận tiện trở về nhà, toàn bộ quà tặng được công ty đựng trong thùng nhựa chắc chắn và có thể tái sử dụng nhiều lần. Em cảm thấy rất là bất ngờ và thấy hình thức phát quà Tết đấy rất là đặc biệt. Thì năm 2022 thì ảnh hưởng của ngành may đấy, nhưng mà công ty thì vẫn quan tâm đến đời sống của công nhân và vẫn trao gửi đến công nhân những món quà là rất là ý nghĩa và thiết thực với cả đời sống và Tết Nguyên đán. Và em nghĩ rằng là những cái món quà như thế thì năm nay cuối năm em sẽ không phải mất nhiều thời gian đi sắm Tết và có thời gian để chăm lo cho gia đình hơn. Nhà máy Tân Đệ 9, chi nhánh Hưng Yên của công ty tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động có tổng số hơn 1.000 công nhân lao động. Năm nay, trước những khó khăn của ngành may mặc nói chung, công ty vẫn duy trì tăng trưởng và tạo việc làm ổn định cho công nhân. Chế độ lương thưởng cuối năm của người lao động được đảm bảo bình quân từ 10 triệu đến 13 triệu đồng, cao hơn năm 2022. Người lao động là trung tâm và người lao động là tài sản quý giá của doanh nghiệp. Chính vì thế cho nên là doanh nghiệp luôn quan tâm và đến cái đời sống của người lao động. Chúng tôi đã có những kế hoạch chuẩn bị quà cách đây 2-3 tháng và phân công các cái thành viên ở trong ban tổ chức đóng quà rồi trăng quà lên xe để đảm bảo được cái an toàn cho người lao động. Một nén tiền công không bằng một đồng tiền thưởng. Với mỗi người lao động dịp cuối năm, hành động chăm lo, quan tâm và hơn hết là những phần quà ý nghĩa, dù ít hay nhiều, cũng đều là tình cảm, sự động viên, chia sẻ, mang đầy ý nghĩa. Nhờ đó, tạo sự gắn kết to lớn giữa doanh nghiệp với người lao động và nâng cao chất lượng, năng suất làm việc. Đây cũng là điều mà mỗi công ty doanh nghiệp luôn hướng đến.